Cầu Móng, kiến trúc lịch sử phát qua 3 thế kỷ ở Sài Gòn. Quý vị thân mến, những ai sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với cây cầu nổi bật màu xanh ngọc bích bắc qua kênh Bến Nghé nối liền giữa quận 1 và quận 4, đó chính là cầu Móng. Cầu Móng được xây dựng ngót nghét cũng đã hơn 100 năm tính từ thời Pháp thuộc, do công ty vận chuyển hàng hải Pháp xây dựng từ năm 1893-1894. Và cầu Móng là nơi địa điểm thích hợp cho các cặp đôi trai gái hẹn hò, và bên cạnh đó thì du khách cũng rất thường xuyên đến đây để tham quan cũng như là những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh. Và để lý giải vì sao có tên gọi là cầu Móng thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Cầu Móng có chiều dài 128m, rộng 5,2m, lầy bộ hành rộng 0,5m, được xây dựng bằng thép kiên cố, mang đậm dấu ấn kiến trúc cầu phương Tây cuối thế kỷ 19, với chức năng vận tải hàng hóa, tạo sự thuận lợi lưu thông giữa Sài Gòn và vùng Khánh Hội. Theo thông tin từ các văn bản lịch sử, cầu Móng do công ty Levallois Perret đảm trách thực hiện theo kỹ thuật Eiffel. Khi mới xây dựng, công trình này được gọi là cầu vận tải hải dương, lấy theo tên của hãng vận chuyển hàng hải Mitsubishi Maritime. Những công trình kiến trúc ở Sài Gòn thời thuộc Pháp có một phong cách khá đặc biệt, mang đậm nét văn hóa của kiến trúc đô thị phương Tây. Được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 19, cầu Móng là một công trình thể hiện rõ nét độc đáo của lối kiến trúc này. Người Pháp gọi cầu này là Astasien, nghĩa là cầu vòng. Còn người Việt, có người gọi là cầu Móng, có người gọi là cầu Móng. Những người gọi là cầu Móng có cách lý giải vì đây là chiếc cầu đầu tiên ở vùng này có trụ móng. Còn những người gọi là móng lại giải thích về hình dáng vòng cung của chiếc cầu, trông giống như chiếc cầu vòng móng trời cho. Kết cấu ban đầu cầu chỉ có một nhịp, dạng vòm nên phần chịu lực dùng về hai mố cầu. Mặt cầu bằng sắt, hai đầu cầu có đường dẫn và cầu thang bộ đi lên cầu. Trong giai đoạn thi công đại lộ Đông Tây và đường hầm sông Sài Gòn vào những năm 2000, cầu Móng đã được tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi các công trình này hoàn tất, cầu Móng được lắp ghép lại theo nguyên bản. Sau đó cầu được sơn lại thành màu xanh ngọc bích để bảo tồn và vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đôi bờ quận 1 và quận 4, vừa phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và người dân. Đây là lần đầu tiên mình đến đây, cảm nghĩ mình thì đầu tiên thấy vô nhìn thấy cảm thấy lần đầu tiên vô thì nhìn thấy view sông rất là đẹp, thì đến đây mình muốn để thấy gió trời rất là mát nên là cảm thấy rất là thích. Bây giờ cũng đang thời đang tốt nghiệp của tụi mình nên tụi mình muốn lưu lại thời điểm kỷ niệm để sau này có để nhìn lại hả. Màu xanh bích rất là đẹp, mình rất thích màu xanh ngọc bích ở đây. Dạ. Mà chị đến ở cái cầu này là được lên cái máy nào? Lần đầu tiên. Và cảm nhận của chị khi đến cái cầu này thế nào? Giống miền thôn quê, ở đây rất là yên tĩnh. Giữa Sài Gòn có một nơi này mà mình không có biết. Mình rất là thích màu xanh. Bữa nay lần đầu tiên mình đến đây vì mấy chị rủ mình tới đây chụp hình. Mình nghĩ là ở đây chắc cảnh đẹp này kia, giống miền thôn quê. Cầu Vồng, cầu Móng hay là cầu Móng cũng chỉ là tên gọi, chỉ là sự phản ánh chủ quan về nhận thức của con người trước một công trình kiến trúc lạ và đẹp mà thôi. Điều đáng nói là cây cầu này ra đời, tồn tại thực sự, có ý nghĩa bởi nó được đặt đúng nơi, đúng chỗ. Hàng trăm năm nay, tự nó đã góp phần làm đẹp thêm cảnh quan, không gian nơi đây. Nói theo thuật ngữ chuyên môn, đây là công trình kiến trúc phù hợp quy hoạch nên nó có giá trị bền vững lâu dài. Chính vì lẽ đó, mặc dù đã ra đời hàng trăm năm, nhưng cầu Móng luôn vẫn là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo bởi tự thân nó đẹp ở cả nghệ thuật kiến trúc lẫn vị trí được đặt hài hòa với cảnh quan đô thị và có những góc nhìn đẹp. Vào mỗi sáng sớm và buổi chiều, cầu Móng thu hút hơn 100 người đến đây tập thể dục, vui chơi, chụp ảnh. Đây là điểm đến được nhiều bạn trẻ và những đôi lứa yêu nhau lựa chọn để cùng hoàng thuyền, trò chuyện dưới làn gió mát lạnh từ sông Sài Gòn thổi vào. Hay đơn giản là tay trong tay ngắm hoàng hôn buông xuống, tận hưởng nhịp sống yên ả giữa lòng thành phố náo nhiệt.